Model 3 gặp sự cố về camera dự phòng trong khi việc thu hồi Model S tập trung vào lỗi. Trong khi nhiều người trong chúng ta đang nằm dưới một chiếc chăn ấm trên ghế, đốt cháy PTO quý giá đó giữa những ngày nghỉ lễ của tháng 12, thì Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia đang nỗ lực để đảm bảo các phương tiện lưu thông trên đường an toàn nhất có thể. Các cuộc thu hồi ngày hôm nay tìm cách giải quyết vấn đề đó. Tesla đang thu hồi gần 500.000 mẫu xe điện Model 3 và Model S theo báo cáo đầu tiên của Reuters. Mỗi mô hình có thể bị thu hồi khác nhau, bao gồm các 5 mô hình khác nhau, vì vậy chúng tôi sẽ xem xét từng mô hình. Đợt triệu hồi đầu tiên ảnh hưởng đến 356.309 chiếc sedan Tesla Model 3, 2017-2020. Theo báo cáo lỗi của NHTSA, vấn đề xuất phát từ các đồng trục cung cấp nguồn cấp dữ liệu của camera dự phòng tới màn hình bảng điều khiển trong xe hơi. Theo thời gian, việc vận hành nắp cốp có thể khiến cáp bị mòn quá mức do bị uốn cong đặc biệt. Nếu nó tự xoáy xuống quá xa, camera dự phòng có thể không hiển thị trên màn hình thông tin giải trí nữa. Đây là một vấn đề vì camera dự phòng được liên bang ủy quyền có thể cung cấp thông tin quan trọng khi lùi xe. Bộ phận dịch vụ của Tesla sẽ có thể khắc phục sự cố. Nó sẽ kiểm tra từng chiếc xe bị triệu hồi và thay thế dây cáp và lắp bộ bảo vệ dẫn hướng mới nếu phát hiện thấy mòn quá mức. Nếu cáp được kiểm tra nằm trong thông số kỹ thuật, Tesla sẽ chỉ cần thêm bộ bảo vệ dẫn hướng để giảm góc uốn cong khi thùng xe được đóng lại. Những người đã trả tiền để khắc phục sự cố này có thể yêu cầu bồi thường thông qua nhà sản xuất ô tô. Các phương tiện mô hình 3 từ năm mô hình 2021 trở đi đã được thiết kế lại dây đai để loại bỏ vấn đề. Chủ sở hữu sẽ nhận được thông báo thu hồi trong thư bắt đầu từ tháng 2. Đợt triệu hồi thứ hai bao gồm 119.009 mẫu xe hatchback Tesla Model S năm 2014 đến năm 2021. Ở đây, vấn đề đến từ chốt phụ của Frank, giúp giữ an toàn cho cốp trước trong trường hợp chốt chính mở ra khi xe đang chuyển động. Theo báo cáo khiếm khuyết, một cụm chốt được căn chỉnh không đúng cách có thể khiến chốt thứ cấp không thể giữ chặt. Điều này có thể khiến chốt xoay mở ra khi xe đang chuyển động. Việc khắc phục sẽ không mất quá nhiều thời gian. Theo tài liệu của NHTSA, các trung tâm dịch vụ của Tesla sẽ nhận những chiếc xe bị thu hồi và kiểm tra chốt cửa của chúng. Nếu chốt phụ không hoạt động tốt, nhân viên của Tesla sẽ lắp ráp lại và định vị lại chốt để nó hoạt động chính xác. Đối với việc thu hồi Model 3, bất kỳ chủ sở hữu nào đã trả tiền để sửa lỗi này trước khi thu hồi đều có thể yêu cầu hoàn lại tiền và chủ sở hữu sẽ bắt đầu nhận được thông báo qua thư vào tháng 2. Vào tháng 11, Tesla đã thu hồi khoảng 7.600 ví dụ về Model X và Model S cập nhật về các túi khí có thể bị rách khi triển khai. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ hành khách của họ. Gần đây hơn, nhà sản xuất ô tô đã kết thúc cuộc điều tra liên bang về tính năng Passenger Play cho phép chơi trò chơi điện tử trong khi xe đang chuyển động. Đề xuất kết quả đã thúc đẩy Tesla hứa hẹn về một bản cập nhật phần mềm sắp tới sẽ khóa tính năng trừ khi xe đang đậu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!